Tổ công tác liên ngành chống buôn lậu tỉnh An Giang đã bất ngờ kiểm tra hành chính đối với hộ kinh doanh tại địa chỉ số 39 đường Nguyễn Văn Cừ, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang. Lợi khuẩn NK Sirota trong Yakult giúp tăng cường hệ miễn dịch trong mùa dịch, nghiên cứu được đăng tải trên trang thông tin của Bộ Y tế. Và đã phát hiện tại cửa hàng và kho của hộ kinh doanh chứa 16.400 sản phẩm là mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, thực phẩm chức năng. Chủ cửa hàng không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của lô hàng trên. Thì trong thời gian qua thì lực lượng cảnh sát kinh tế tỉnh là đã nhờ cái sự ủng hộ nhiệt tình của người dân cung cấp những cái thông tin có rất giá trị. Qua đó đã phát hiện rất nhiều cái sản phẩm thuốc tân dược, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm buôn lậu, số lượng là tạm giữ rất nhiều. Hiện biên giới An Giang đang vào mùa nước nổi. Lợi dụng điều này, các đối tượng buôn lậu đã sử dụng mọi thủ đoạn tinh vi để vận chuyển hàng hóa từ biên giới vào nội địa tiêu thụ. Và chỉ trong thời gian ngắn, lực lượng liên ngành chống buôn lậu tỉnh An Giang đã kịp thời phát hiện, bắt giữ nhiều vụ vận chuyển với nhiều loại hàng hóa nhập lậu khác nhau. Mà thời gian vừa qua đó là các cái đối tượng đầu nậu là tổ chức là buôn lậu là đưa vào trong là nội địa các cái mặt hàng kém chất lượng là đưa vào để cho bà con là sử dụng tiêu dùng. Thì đây là một trong những vấn đề mà trong thời gian vừa qua chúng tôi đấu tranh rất là mạnh và bắt giữ với số lượng rất là lớn. Buôn lậu trên tuyến biên giới An Giang nói riêng, phía Tây Nam nói chung chưa bao giờ hết nóng. Đặc biệt khi chênh lệch về giá giữa hàng ngoài biên giới với hàng trong nội địa càng cao thì tình hình buôn lậu lại càng nóng.